Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. 3 năm sau đó, thời gian như thoi đưa, nước chảy mây trôi, những ánh đèn sân khấu bừng sáng, MC hô to. Chào mừng mọi người đến với concert của Nhu Nhu. Vi sinh Nhu dạng dỡ nói, cảm ơn sự quan tâm và cổ vũ của các fan từ trước tới giờ dành cho tôi. Cũng cảm ơn các bạn của tôi, họ là các cô gái tốt nhất trên đời tôi còn muốn cảm ơn bạn trai tôi, ba năm nay là anh ấy vẫn luôn âm thầm. Cổ vũ khích lệ cho tôi, khiến tôi có dũng khí làm tất cả chuyện tôi muốn làm. Bạn trai của tôi đang xem live concert của tôi, lúc này tập đoàn Cửu Hoa. Văn phòng tổng tài, Thẩm Trường Minh đang chăm chú xem concert. Tôi muốn nói với anh ấy rằng tôi rất thích anh ấy, Thẩm Trường Minh mở hộp cơm bên cạnh. Nhìn bữa cơm tình yêu và lời nhắn gửi yêu thương, tổng tài à lần này em làm cơm, nếm thử nhé, trong một chiều không gian khác. Tên tôi Vi Sinh Nhu, 3 năm từ sau chuyện đó, thế giới cổ đại phàm gian thiên hạ trở lại yên bình thần khí ngũ hành cũng đã tập hợp bách tính an cư lập nghiệp nguy cơ của cổ đại đã được giải trừ hàn tiêu mất tích một cách thần bí thế giới cổ đại tu chân giới cửu hoa tông trăm tông phái của tu chân giới lấy cửu hoa tông làm đầu chung sống hòa thuận con đường thành tiên rộng mở lúc này một đệ tử gấp gáp chạy đi bẩm báo tông chủ về rồi cuối cùng tông chủ cũng về rồi còn đưa theo tông chủ phu nhân thật ra tôi vẫn luôn có ký ức của cổ đại tôi có một bí mật không thể nói ra được nhưng trường quân tỷ tỷ bảo tôi mãi mãi chôn giấu bí mật này vào trong lòng các đệ tử thấy thẩm trường minh liền hành lễ bái kiến tông chủ bái kiến tông chủ phu nhân có lúc tôi và bạn trai mình còn có cả các bạn của tôi sẽ cùng tới phàm gian cổ đại trải nghiệm văn hóa dân gian về thời hiện đại báo chí liên tục đưa tin kinh động đại tiểu thư nhu nhu lại ra album mới thống trị bảng xếp hạng 3 ngày ba đêm thoát khỏi danh thần tượng tiến vào hàng ca sĩ thực lực yêu đương sự nghiệp đều thành công có lúc tôi và bạn trai mình sẽ quay về hiện đại nỗ lực làm việc vì nơi đó có sự nghiệp và tình yêu tha thiết của tôi. Một người bạn của tôi, cô ấy ở hiện đại trở thành một blogger làm vlog cuộc sống nổi tiếng, Hàn Tiếu Tiếu cùng Dung Phong đang tích cực livestream. Chào mọi người lần này chúng ta sẽ thẩm là một quá ẩm thực có chủ đề giới tu chân trong khu vui chơi, Dung Phong bên cạnh cầu nhau, bệ hạ tôi thế này tính là tăng ca ha, phải thêm tiền. Trên màn hình hàng loạt những bình luận yêu thích, sốt đẹp quá, bên cạnh đó là bạn trai hả, xứng đôi ghê, đây là một streamer mà tôi thích nhất. Sốt trông giống một nữ hiệp tự do phóng khoáng á, không xem like của cô thì bỏ ăn, cuộc sống tôi hàng mong ước, nghe nói tất cả thu nhập lai like đều quyên góp cho các chiến sĩ kháng chiến. Cuối cùng cô ấy cũng có cuộc sống mình hàng mong, du lịch khắp phương, vui chơi trốn nhân gian, về cổ đại triều đường viêm quốc, đương nhiên người bạn này của tôi. Không hề quên sứ mệnh của mình, Hàn Tiếu Tiếu mang theo một đống sách vở ném cho quan đại thần, đây là kiến thức tiên tiến chẫm đem từ thần giới về, các ngươi phải nghiên cứu kỹ càng. Dùng nó cải thiện cuộc sống bách tính, phần lớn thời gian cô ấy vẫn ở trong hoàng cung cổ đại dốc sức vì nước, đồng thời đưa khoa học kỹ thuật và quan niệm của hiện đại vào cổ đại, cố gắng nâng cao cuộc sống của bách tính, các đại thần mở sách ra đọc mà cảm thán, trời ơi những này là phép màu, đúng là phép màu mà, quá thần kỳ rồi. Còn về Hồng Thước tỷ tỷ, cũng thường xuyên về cổ đại, tới dưới cây thần thụ định tình ngàn năm trước cầu nguyện, tại cổ đại hỗn loạn chi địa thần thụ ngàn năm, Hồng Thước đem theo chậu cây cầu nguyện, thần thụ một ngàn năm rồi, ngươi thực hiện nguyện vọng của biết bao nhiêu người, có thể cũng thực hiện nguyện vọng của ta một lần được không? Lúc này từ thần thụ phát ra luồng khí đỏ bay tới chỗ chậu cây hạt giống trong đó từ từ nảy mầm hồng thức mừng rỡ nảy mầm rồi hạt nam an nảy mầm rồi cô ấy cầu nguyện có thể gặp lại người yêu ngàn năm trước một lần tôi cảm thấy nhớ mãi không quên sẽ có hồi đáp chuyển cảnh về hiện đại tại quán ba vạn diệu thần mượn rượu giải sầu tên bên cạnh liền nói vạn diệu thần tôi nhìn thấy vòng bạn bè của cô thanh mai trúc mã đó rồi gần đây cô ấy cùng bạn trai du lịch mọi miền đất nước đó hắn ta cười lớn tôi nhớ lúc đầu cô ấy theo đuổi cậu cậu còn từ chối cô ấy đúng không hai người mấy năm nay liên lạc lại chưa vạn diệu thần im lặng chỉ nốc cốc rượu vào miệng lúc này có người lại gần cậu ta anh yêu đừng uống nữa anh đã uống rất nhiều rồi có người thích có người sầu thế giới này trước giờ chẳng phải ai cũng được như ý cả vạn diệu thần đặt mạnh cốc xuống bàn tay hất cô gái bên cạnh ra cút ra có người đã vượt qua được vạn trùng sơn có người đắm chìm vào xiềng xích kỷ niệm vạn diệu thần quay người rời đi tôi đi trước đây thằng bạn vạn diệu thần tức điên vạn diệu thần cậu có ý gì hả sao lại đối xử với chị dâu như vậy mọi người trong quán bar xôn xao bàn tán đều tại cậu nhiều lời đấy cậu không biết anh thần thích thanh mai trúc mã đó của ảnh hả chẳng phải cậu ta đã từ chối cô ấy sao đúng thế với cả cho dù sau này hối hận sao anh thần không theo đuổi lại cô ấy không biết có lẽ quen được theo đuổi thể diện ấy mấy người ở trước mặt bạn gái hiện tại của anh thần nói những lời này hợp lý không vạn diệu thần buồn bã bước đi thẩm trường quân lần này tôi đã tìm bạn gái rồi sao em vẫn không về dỗ tôi thời gian xoay dần như mũi tên đã lên bay nhanh về phía trước không thể trở lại hiện trường thi lại thạc sĩ thẩm trường quân đứng trên bục bên dưới hội đồng liên tục đặt câu hỏi bạn học thẩm trường quân mời bạn nói về kế hoạch trưởng thành của mình thẩm trường quân tự tin trả lời tôi cho rằng con người quan trọng nhất là hiểu bản thân muốn gì kiên định với phương hướng đó mà thứ tôi đang muốn chính là không ngừng trưởng thành và tiến bộ không ngừng mở mang tầm mắt và công hiến một phần sức lực cho thế giới này mọi người bên dưới đều vỗ tay tán thưởng sau khi thi xong thẩm trường quân mừng rỡ chạy ra ngoài cô nhào vào lòng cửu thiên dạ tốt quá rồi đề viết và phỏng vấn của em đều đứng đầu ba năm tiếp theo em sẽ cố gắng tôi là thẩm trường quân ba năm sau đó trong buổi họp lớp bạn học vui vẻ nói trường quân sau khi chúng ta tốt nghiệp lâu rồi mới tổ chức họp lớp không ngờ cậu lại ngâm giáo sư đến giờ thẩm trường quân mỉm cười sau khi mình tốt nghiệp mới ở bên anh ấy thời gian đi học mình không quen anh ấy những khoảng khắc hạnh phúc của hai người hiện lên cửu thiên dạ chở thẩm trường quân trên chiếc xe đạp thẩm trường quân nói đùa em ngồi xe đạp của anh bạn gái anh sẽ không giận chứ tôi đang cố gắng vì học vị và giấc mơ của mình hiện đại tôi không chỉ muốn nỗ lực học tập ngay nghỉ còn rút thời gian khống chế kẻ xấu ngoại dị năng thẩm trường quân sau đó đã vinh dự đạt huân chương phi phi đích thân cải huân chương cho cô chúc mừng cô đạt huân chương quân đội phát chuyển cảnh về cổ đại đô thành viêm quốc ở cổ đại có lúc tôi sẽ hành hiệp trượng nghĩa có lúc cũng sẽ đi bộ cùng thiên dạ hẹn hò cổ đại bên sông lạc hà thẩm trường quân vút ve thú bảo vệ mật cảnh lạc hà mật cảnh lạc hà sụp đổ thủy linh cũng tự do rồi sau này mày phải bảo vệ bách tính lạc hà lúc này có hai bóng người quen thuộc lướt qua hàn tiêu nói vấn tâm phương trượng đa tạ người đưa ta về một chuyến để ta và muội muội gặp lại nhau vấn tâm đáp thật ra ta trường hợp muốn về thế giới này một chuyến vì ta nghe nói hai ngày này lạc hà có tuyết rơi hắn đưa tay lên hướng tuyết sắc tức thị không không tức thị sắc mắt của ta sẽ không trầm mê vào cảnh đẹp hư không nhưng không biết từ khi nào ta chỉ thích cảnh tuyết chắc là tàn niệm của thế giới nào đó lưu lại chuyển cảnh tới cổ đại kim vân đỉnh của cửu hoa tông hạ u sơn thẩm trường quân nói thiên dạ chàng còn nhớ không chàng nói muốn cùng ta ngắm hoa ở đỉnh kim vân cửu thiên dạ đáp nhớ thẩm trường quân thở dài đã ba năm rồi ta không dễ dàng gì mới tốt nghiệp muốn về đỉnh kim vân ngắm hoa lại quên mất hai ngày này thế giới này đang là mùa đông lúc này tứ đại thần khí núp sau cây cổ thụ phân phó của dạ ca lập tức làm ngay đến lúc ngũ đại hiện thân chúng ta ra tay rồi để ta thổi một làn gió ấm để thời tiết nóng lên ba người còn lại thì chịu trách nhiệm tạo hoa thủy thổ mộc tam linh hội lực để hoa của đỉnh kim vân nở kim linh thì đứng một bên cổ vũ cố lên các huynh đệ hôm nay là ngày quan trọng nhất của dạ ca ca một làn gió thổi qua xóa tan đi cái băng giá của mùa đông thay bằng mùa xuân thẩm trường quân mừng rỡ trời ơi chuyện gì vậy tại sao tuyết đột nhiên lại tan rồi hoa nở rồi cô háo hức quay lại thiên dạ chàng xem cảnh sắc ở đây có phải rất giống như ở hậu sơn lúc sư đồ chúng ta tu luyện không lúc này cửu thiên dạ bỗng dưng quỳ xuống mở hộp nhẫn trên tay thẩm trường quân nàng đồng ý làm thê tử của ta không thẩm trường quân hạnh phúc đến đỏ mặt cầu cầu hôn cô nghẹn ngào đưa tay ra ta nguyện ý ta nguyện ý cửu thiên dạ đeo nhẫn lên tay cô Hai người hạnh phúc trao nhau nụ hôn, Thẩm Trường Minh và Vi Sinh Nhu đứng phía xa nhìn. Vi Sinh Nhu cảm thán, cảm động quá, ta lúc nào mới có thời khắc lãng mạn như này, lúc này Thẩm Trường Minh cũng bất ngờ quỳ xuống làm Vi Sinh Nhu ngây người. Thẩm Trường Minh nói, "Bây giờ, rồi lấy nhẫn ra cầu hôn." Phía xa lại một đôi nữa đứng nhìn, Hàn Tiếu Tiếu đỏ mặt. Cứu mạng ta cũng muốn có một nam nhân siêu thích ta, ta cũng muốn có thu hoạch trên cả sự nghiệp và tình yêu, Dung Phong Liếc nhìn Hàn Tiếu Tiếu, suy nghĩ đến người trước mặt đi, Hàn Tiếu Tiếu ngây thơ nói: trước mặt ta chỉ có vài đại thần và thái giám cổ đại dung phong cạn lời không coi ta là người à hồng thức đứng trên cao nhìn ai cũng có đôi mà mỉm cười hạnh phúc cô nhìn chậu hoa thủ thỉ nam an mùa xuân sắp đến rồi ngươi cũng mau về đi tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng